Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một video về cách làm gỏi gân bò nhé. Để làm gỏi gân bò, các bạn chuẩn bị cho mình 300 g gân bò này. Mình đã mua, họ đã luộc sạch sẽ rồi nhưng mình sẽ luộc lại đi nhé, cái phần gân bò này. Và các bạn cho mình 3 quả khế chua, một củ hành tây, một ít gừng, rau răm, vừng trắng nhé. Độ 20 g vừng trắng các bạn rang cho mình cho nó thơm ạ. Tỏi, ớt, chanh, đường, mắm và các gia vị khác thì mình sẽ nói sau. Trước tiên thì mình sẽ đi luộc cái phần gân bò này lại lên nhé. Gân bò họ đã luộc chín rồi nhưng chúng ta về nhà ấy, thì mình nên luộc lại lên thì nó sẽ tốt hơn. Các bạn cho mình một chút muối này, một chút gừng nữa nhé. Đập dập cho mình một mẩu gừng thôi, không cần. Mình cho nước vào để mình luộc nó lên nhé. Gừng các bạn sẽ thái sợi cho mình, gừng hoặc các bạn thái lát mỏng ra là được nhé. Tỏi các bạn là cũng băm ra cho mình. Ớt các bạn thái nhỏ nhé, hoặc là thái sợi tùy theo. Các bạn luộc cho cái phần gân này nó sôi lên nhé. Mình chỉ luộc lại thôi vì gân họ đã nấu chín rồi. Khi nhiều lúc chúng ta mua ở chợ ở thứ ấy, về thì chúng ta nên luộc qua lại như vậy. Và mình sẽ vớt ra. Các bạn chuẩn bị một bát nước và mình cho một chút giấm này, một chút đường nhé, để mình ngâm hành, thái hành ra ấy, để cho nó có độ ngọt và hết hăng của hành nhé. Giờ mình sẽ thái cái củ hành này ra. Các bạn thái mỏng ra, thật mỏng ra cho mình nhé. Các bạn ngâm hành này cho mình khoảng 20 phút nhé. Đây ạ, khế thì mình sẽ bỏ những cái này đi để mình thái sao nhé. Cái diềm khế các bạn là khi mình lấy khế nhiều lúc nó hay bị dập vào cái phần này.
khế các bạn cũng thái mỏng ra cho mình. Vì mình thái mỏng ấy, khi chúng ta ăn ấy thì cái độ chua của khế nó sẽ giảm đi nhá. Nếu mà ăn dày ấy thì nó sẽ rất chi là chua ạ. Những món này mà khi chúng ta làm ấy, cái món này thì các ông xã rất chi là thích ăn các bạn ạ. Các bạn có thể làm vào những ngày cuối tuần ấy, thì ông xã có khách hoặc là ông xã có thể cải thiện vào ngày cuối tuần, không phải đi ra quán xá tiệc tùng các bạn ạ. Đây ạ, khi cái phần gân mình luộc nó đã chín và mình để nguội rồi nhá. Bây giờ mình sẽ thái cái phần gân bò này ra. Đây là mình mua cái phần gân bò nó gần móng các bạn nhé, nó rất chi là nhiều gân và ngon. Các bạn chọn mua về phần móng cuối thế này cho rất ngon nhé. Và mình sẽ thái cái phần gân này ra, các bạn thái càng mỏng thì càng ngon nhé. Cái này thì thái mỏng các bạn ạ, thì ăn mới được nhé, vì không có gân ấy, thì nó hơi cứng, hơi dai nhé. Đây các bạn à, bây giờ mình sẽ pha nước làm nộm các bạn nhé. Các bạn cho mình đường ạ. Mình cho vào đây 3 thìa đường. Các bạn cho mình 3 thìa đường thì mình cho 1,5 thìa này mắm nhé. Chanh. Các bạn sẽ bắt cho mình vào đây một thìa này nước cốt chanh. Tại vì trong cái gì nhỉ? Trong cái khế nó có độ chua rồi nên là các bạn cho chanh vừa phải và đường nhiều ấy để cho cái nộm của chúng ta nó không, hay gỏi của chúng ta nó không bị chua quá các bạn nhé. Mình sẽ hòa tan cái hỗn hợp này lên với ớt, tỏi các bạn cũng cho vào cho mình. Đây là cái đây là mình làm cái phần nước nộm ấy các bạn. Đây ạ, khi tô gân bò này nhé thì các bạn sẽ cho mình 2/3 cái thìa và cái phần hỗn hợp này nhé. Đấy, mình cho vào đây 2 thìa. Các bạn chuyển đều lên cho mình để cho nó ngấm cái phần này, gân bò này với gia vị nhé. Mình sẽ để tầm 15 đến 20 phút cho nó ngấm gia vị. Và trong lúc chờ đợi thì mình sẽ đi chắc cái nước cái phần hành này để cho nó ráo nước nhé. Khi mình đã trộn đều được 20 phút rồi, bây giờ các bạn sẽ cho mình phần khế này. Hành tây nữa các bạn cho vào cho mình nhé. Hành tây mình cũng để ráo nước ạ. Và gừng nữa. Trộn đều lên.
Mình trộn đều này lên để cho nó ngấm gia vị nhé. Và bây giờ mình sẽ cho lốt cái phần hỗn hợp mắm này ạ. Bây giờ các bạn sẽ cắt cho mình cái phần rau răm vào nhé. Mình trộn đều với phần rau răm này. Phần vừng trắng các bạn cũng cho vào cho mình nhé. Trộn đều lên là các bạn có thể nêm nếm lại xem vừa với khẩu vị gia đình nhà mình chưa nhé. Mà vừa rồi thì chúng ta sẽ cho ra đĩa là chúng ta sẽ có một món này. Gỏi gân bò rất chi là đơn giản mà ngon ạ. Rồi bây giờ mình kiểm tra xem đã vừa chưa nhé. Rất chi giòn và ngon ạ. Các bạn trang trí cho mình một cái đĩa như thế này nhé, với khế xung quanh. Và bây giờ mình sẽ cho cái phần gỏi này ra. Đây, mình cho tất cả vào các bạn nhé. Và giữa mình sẽ cho vào đây ngọn rau răm vào ạ, trang trí. Đây các bạn, như vậy là mình đã làm xong món gỏi gân bò nhé. Rất chi là giòn, ngon, dễ làm, dễ ăn. Chúc các bạn và gia đình có một món ăn ngon. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.